Hello, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Đăng Vũ Suphay và mình là Phương. Vẫn như các số video trước, mình chuyên làm những video nói về thủ thuật trên các dòng Suphay. Và ở đây mình có một chiếc Suphay Pro 7 và một chiếc Suphay Pen. Trước đây Đăng Vũ cũng đã ra mắt một video để nói về các thủ thuật cơ bản trên chiếc Suphay Pen. Nhưng ở trong video lần này mình sẽ nói một cách chuyên sâu hơn. Mình sẽ chia sẻ về những ứng dụng có sự tương tác cực cao với chiếc Suphay Pen này. Và những ứng dụng đó là gì? Anh em hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Ok, ứng dụng đầu tiên mình muốn chia sẻ với anh em ở đây đó là Sticky Note. Nếu anh em nào đã biết cách kết nối bút với cả máy rồi thì việc mở ứng dụng này lên vô cùng dễ dàng. Thì ở trên cái ứng dụng Sticky Note này anh em có thể ghi chú những người bất kỳ những cái gì mà mình muốn. Mình rất dễ dàng để ghi chú bằng bút. Và anh em cũng có thể đổi màu, mình muốn mở bao nhiêu ứng dụng tùy thích. Thì cái ứng dụng này nó rất là hữu ích cho những anh em nào có nhiều công việc mà cần làm những cái này, làm cái kia. Mình có thể coi ứng dụng này là một vị trợ lý ảo Microsoft Edge. Một cái điều mình rất thích ở cái ứng dụng Microsoft Edge này và mình vẫn đang dùng thay vì Google Chrome, đó là anh em có thấy cái icon hình chiếc bút ở đây không? Bây giờ mình sẽ bấm vào. Thì tại đây mình có thể thao tác khoanh bất cứ kỳ cái phần nào mà mình cần khoanh. Ví dụ như là mình muốn chú ý đến bất kỳ cái thông tin nào thì mình có thể khoanh lại. Rất là tiện. Và ứng dụng thứ ba là một ứng dụng rất là hay mình muốn chia sẻ với anh em luôn, đấy là bản đồ. Ở trên những chiếc Suphay chạy Windows 10 đều có tích hợp định vị và một chiếc bản đồ ở đây. Và nếu mà sử dụng chiếc bản đồ ấy cùng với cái bút thì nó có lợi ích gì? Mình sẽ sử dụng nó để chỉ đường cho người khác một cách rất là dễ dàng. Ví dụ mình sẽ đánh dấu ở điểm định vị tại đây. Sau đó mình sẽ chỉ đường đi rẽ bên phải, rẽ bên trái hay là đi thẳng. Thì nó sẽ dễ hình dung hơn là thay vì mình chỉ nói không thôi. Ứng dụng tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với anh em đó là một ứng dụng vẽ. Thì ở trên một chiếc Suphay chạy Win 10 nó tích hợp khá nhiều các ứng dụng vẽ, thì mình sẽ chọn đại ra một ứng dụng nhé. Ứng dụng này có tên là Microsoft Whiteboard. Thì ở trên cái nền tảng ứng dụng này nó cực kỳ giống một bảng vẽ và một chiếc bút thật. Và nó rất là tiện lợi ở chỗ là anh em có thể vẽ xong rồi xóa. Ở đây thì mình không biết vẽ đâu, mình cứ vẽ bừa thôi. Còn có cả thước kẻ nữa. Màu sắc các kiểu. Và ứng dụng cuối cùng mình muốn chia sẻ với anh em là một ứng dụng mình cũng rất hay sử dụng. Đấy là Adobe Photoshop. Thì với chiếc bút này thì mình sẽ rất tiện lợi trong những cái thao tác. Ví dụ như là tẩy xóa hay là khoanh vùng. Với cái đầu bút này mình có thể tiếp cận đến nhiều điểm mạnh hơn. Nó sẽ giúp cho cái việc làm thiết kế của mình nó trở nên kiểu gọi là chuyên sâu hơn hay là chuyên nghiệp hơn ấy. Và đó là những ứng dụng có sự tương thích rất cao với chiếc Suphay Pen mà mình hay sử dụng. Ngoài ra thì còn có khá nhiều ứng dụng khác có thể sử dụng kèm với chiếc Suphay Pen này. Các ứng dụng vẽ, các ứng dụng ghi chú hay là các ứng dụng thiết kế. Và nếu anh em yêu thích sử dụng một chiếc Suphay cùng với chiếc Suphay Pen thì có thể liên hệ với Đăng Vũ để được tư vấn hỗ trợ và lựa chọn một sản phẩm thích hợp. Mọi thông tin liên hệ của shop mình sẽ để ở phía bên dưới. Cảm ơn các anh em đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.